Thân ái, chào quý vị và các bạn. Chương trình phong thủy ứng dụng hôm nay chúng tôi xin nói về cách phong thủy đặt bàn ăn. Phong thủy phòng ăn nói chung, khu vực đặt bàn ăn nói riêng đều ảnh hưởng ít nhiều tới sức khỏe cũng như tình cảm gia đình. Nếu vô tình phạm phải những lỗi phong thủy dưới đây, gia chủ nên nhanh chóng thay đổi, tránh rước xui xẻo vào nhà. Thứ nhất, đặt bàn ăn ngay trong nhà bếp. Nếu không gian nhà bếp chật hẹp, bố trí bàn ăn ngay ở gian bếp vừa tạo cảm giác ăn uống không thoải mái, lại không tốt về mặt phong thủy. Đặt bàn ăn ngay trong bếp là một trong những lỗi phong thủy kê bàn ăn thường gặp. Nếu có điều kiện, nên chia tách phòng ăn, bàn ăn độc lập với nhà bếp, đồng thời phòng ăn rất kỵ, bị lồi lõm, méo lệch hay u tối. Thứ hai, đặt bàn ăn ở cung không hợp mệnh. Nếu chia phòng ăn làm 9 ô bằng nhau, bàn ăn nên bố trí ở ô trung tâm. Việc đặt bàn ăn ở các phương vị thích hợp với mệnh của gia chủ sẽ mang lại tài vận sức khỏe cho mọi người trong nhà. Nếu gia chủ có mệnh Đông tứ trạch nên tránh đặt bàn ăn ở hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Nếu bạn không thuộc mệnh Tây tứ trạch, cần tránh đặt ở hướng Đông Nam, Đông Nam và Bắc. Lưu ý, tối kỵ đặt bàn ăn ở vị trí Tây Nam bởi ngự tại đây có sao nhị hắc đại diện cho bệnh tật. Phòng ăn lại liên quan đến sức khỏe của mọi thành viên trong nhà, nên cần tránh đặt vị trí này. Nếu không thể di chuyển vị trí bàn ăn, gia chủ nên hóa giải bằng cách đặt tượng kỳ lân, sư tử hoặc tỳ hưu ở đó, sao cho đầu tượng hướng ra phía cửa phòng. Đặt bàn ăn thứ ba, đặt bàn ăn đối diện với bàn thờ. Cần tránh đặt bàn ăn ở hướng đối diện ở vị trí thờ cúng của gia đình bởi những mùi khó chịu từ thức ăn như cá tanh, dầu mỡ sẽ ám lên khu vực bàn thờ tạo ra luồng năng lượng tiêu cực. Thứ tư, bàn ăn tránh đối diện cửa chính. Đặt bàn ăn đối diện cửa chính khiến người ngoài dễ can thiệp vào đời tư, cuộc sống gia đình, vừa không đảm bảo thẩm mỹ. Bạn nên đặt một bình phong để tạo không gian riêng nhằm hóa giải lỗi phong thủy này. Thứ năm, kê bàn ăn đối diện nhà vệ sinh, phòng tắm. Nhà vệ sinh là nơi sản sinh ra nhiều uế khí nên càng kín càng tốt. Vị trí ăn uống của gia đình không nên trực xung với hai nơi này để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ sáu, dùng bàn ăn có mặt kính. Phong thủy bàn ăn ảnh hưởng hạnh phúc gia đình của bạn. Vì thế, trong việc sử dụng chất liệu cần hết sức lưu ý đến mặt bàn. Dùng mặt bàn kính tạo cảm giác lạnh, cứng và dễ dở. Mặt bàn ăn lạnh lẽo gây cảm giác tê cứng về mùa đông, ảnh hưởng đến tỳ vị của các thành viên trong gia đình. Tốt nhất nên sử dụng mặt bàn gỗ tạo cảm giác ấm cúng. Thứ bảy, dùng số ghế bàn ăn là lẻ. Bàn ăn là nơi sum họp nên những vật có đôi có cặp luôn mang lại may mắn. Số lượng ghế bàn ăn nên là số 4, số 6 hoặc số 8. Số lẻ vừa khó bài trí mà có sự hung sát về mặt phong thủy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.